Cảm ơn. Xin chào. Blackpink chưa đến nhưng một nam ca sĩ đình đám đã check-in Đà Nẵng. Thời gian gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức concert và du lịch yêu thích của nhiều sao Hàn. Trong tuần cuối tháng 7, 2023, Blackpink còn chưa tới. Việt Nam đã đón ca sĩ Eric Nam đến du lịch tại Đà Nẵng và Hội An. Trên trang cá nhân, Eric Nam hào hứng chia sẻ hình ảnh vừa đến Việt Nam đã bắt gặp bản quảng cáo sắc đen hồng cho show diễn của Blackpink tại sân bay Đà Nẵng. Sau đó, nam ca sĩ thoải mái đạp xe tại phố cổ Hội An, không quên than thở với fan chuyện bị mũi đốt đến 6 nốt trên mặt. Đặc biệt, cư dân mạng phát sốt trước clip Eric Nam tập nói tiếng Việt, những từ đơn giản như cảm ơn, xin chào, tạm biệt. Cảm ơn. Xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Tiêu ngộ. Với diện mạo điển trai cùng biểu cảm cực đáng yêu, ca sĩ Eric Nam là người Mỹ gốc Hàn. Anh sinh năm 1988 tại Mỹ và trở về Hàn Quốc hoạt động âm nhạc từ năm 2012. Eric Nam bắt đầu sự nghiệp bằng cách tung các bản cover lên YouTube và tham gia chương trình Birth of a Red Star 2. Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc thành công, Eric Nam còn tốt nghiệp xuất sắc Đại học Boston năm 2011 với chuyên ngành nghiên cứu quốc tế và chuyên ngành nghiên cứu châu Á. Nam ca sĩ có thể nói thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha. Anh từng là top 30 under 30 Asia của Forbes năm 2017, đạt danh hiệu người đàn ông của năm 2016 do TV Korea vinh danh. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.